Ôi chào các bạn nha, hôm nay lâu rồi không gặp các bạn nha. Giờ hôm nay mình review cho các bạn xem này này. Đây cục đá đá khung lô từ hồi xưa nha. Đá đây này, đá màu trắng thôi. Đá rất là to luôn này. Đấy. Lâu rồi không review cho các bạn xem cái đá đá. Đây là cá heo. Bên này là cá heo nhá. Đấy, cái đầu cá heo bên kia kìa. Bên này là cá heo nhá. Đấy. Cái miệng cá heo đây này. Đấy, đây là bên này là đầu nhá. Bên kia cũng đá. Đá con rùa cũng có các bạn. Đây đủ hết. Đủ hết. Đấy, bên này đá này rất là to này, khe của đá này rất là to luôn này. Bên kia đá kìa, đá nhỏ từ hồi xưa đấy, nó nêm lên trên kìa, giống như cái con rùa đấy. Đấy, giờ máy này quay không sang được nhé các bạn. Đấy, cục đá đá nhỏ kìa, đá con rùa, không phải là đá gì đâu nha. Bên bên này là đầu của nó, trên kia là cái bùng của nó đấy, đầu con giống như con rùa luôn nhé các bạn. Đấy. Hay lắm các bạn ạ. Đấy, đá kìa. Đấy, bên này đầu này, bên kia đuôi chân chân con rùa này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chỗ đây này, rất là to đá kìa. Đá trong khe. Có trong khe kìa. Cái này là miếng của cá voi á. Đấy. Đây này. Cái đền bên này, bên kia đấy, đầu nhá. Bên này là cái miếng của cá voi. Mình quay cho các bạn vô trong khe đá đây này. Mình chui. Ồ, tắc kè nhá. Tắc kè các bạn ơi. Đấy, 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 đấy. Tắc kè. Rất là to luôn này. Bạn thấy chưa? Tắc kè. Chỗ này nhiều tắc kè lắm các bạn nha. Đây chỗ này khe đá này. Đấy. Rất là to luôn này. Đá chỗ này. Đấy. Đây này, rất cao luôn này. Mình đứng ở dưới này. Bên kia cũng có tắc kè kìa các bạn ơi. Một con tắc kè kìa. To lắm. Mình sẽ quay cho các bạn xem bên này. Bên này là miếng cá voi nhé các bạn. Đây cái mồm nhá. Đây này cái đầu này, tút bên kia rất là to luôn. Cá voi do mấy cây đây che hết rồi, mình không nhìn được, quay nhìn không rõ được nhá các bạn. Đấy, rất to. Bên này là cá mập nhá. Đấy, cái miếng bên kia chạy xuống qua đây này. Đây miếng cá mập nha. Đấy, đây là đầu của cá mập đấy. Thế mình lên cho các bạn xem quay ở trên cá mập nha. Trên cá voi kia không lên được đâu. Lên cái đầu cá mập này thôi. Đấy, bên này này. Giống các bạn. Đấy. Cá mập bên đây, bên kia đuôi nha. Bên này là đầu. Đấy. Cho các bạn xem cái đầu cá mập thôi. Đấy,
Đấy, bên này cũng có đá to, rất là đẹp luôn. Đấy, chỗ này mấy cây kia, cây có kia nó ấy hết rồi, không không thấy đá đá này. Mấy cái cây này, chỗ này là đầu cá cá mập nhé các bạn. Đấy, mình lên. Các bạn hãy theo dõi nha, mình sẽ quay cho các bạn xem đẹp luôn. Đấy. Đây là đầu cá voi nha. Cực kỳ đẹp luôn nhé các bạn. Nếu có ai có flycam thì quay ở đây này. Quay xuống đẹp lắm. Rất là to luôn. Rất là to luôn này. Ai có bạn cái thì dân qua đây chụp hình đẹp lắm các bạn. Đây cũng là tảng đá này, đá rất là to xung quanh. Lên thoải mái lắm đấy các bạn. Rất là mát luôn.